Mưa lớn đã trút xuống miền Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người. Ngày 23 tháng 4, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã nâng cảnh báo mưa bão màu cam lên màu đỏ, mức cao nhất. Đầu tuần này, các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kêu gọi thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, bao gồm sơ tán dân, tăng cường tần suất giám sát và đưa ra cảnh báo sớm để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, ngăn chặn các thảm họa như sạt lở đất. Cục Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo màu vàng về mưa bão và cảnh báo màu xanh về thời tiết khắc nghiệt. Cục này dự báo sẽ có mưa lớn, dòng bão, gió mạnh và mưa đá tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm các khu vực của tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây từ ngày 22 tới ngày 23 tháng 4. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu cam, vàng và xanh. Các cảnh quay từ trên không được đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát vào cuối tuần qua cho thấy những ngôi làng bị ngập trong nước lũ, chỉ còn thấy mái nhà và ngọn cây ở một số nơi. Mưa lớn đã trút xuống miền Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ngập lụt và đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người. Chính quyền và người dân đang căng mình chống lũ. Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng cho nhiều thành phố của Quảng Đông. Theo Tân Hoa xã, hôm ngày 22 tháng 4, Đến nay, 53.741 người đã được sơ tán trên toàn tỉnh, 36 ngôi nhà bị sập, 48 ngôi nhà bị hư hại nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 140,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 19,8 triệu đô la Mỹ.